Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và sau đây là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Bên cạnh cà phê bọt biển, trứng bồng bềnh hay bánh mì bơ tỏi, đợt giãn cách xã hội vào tháng 4 năm ngoái còn là dịp dân tình chứng kiến sự xuất hiện của một món ăn có cách chế biến siêu độc lạ, đó chính là bánh gạo cay Tteokbokki, làm 100% từ bánh tráng. Tưởng đã out trend từ lâu, thế nhưng tới tầm cuối tháng 5 năm nay, Tteokbokki bánh tráng lại một lần nữa gây sốt cộng đồng mạng. Tuy nhiên không phải ở Việt Nam mà là Hàn Quốc, quê hương của chính món ăn này. Trong hơn một tháng qua, rất nhiều trang báo mạng hay blog hướng dẫn nấu ăn trên YouTube, TikTok, Naver tại Hàn Quốc đã liên tục đăng tải thông tin cũng như cách chế biến món bánh gạo cột mắt người Việt. Chỉ cần search cụm từ Tteokbokki bánh tráng bằng tiếng Anh hay tiếng Hàn, bạn sẽ nhận về vô số kết quả khác nhau. Ai cũng biết xứ sở kim chi chính là quê hương của món Tteokbokki và phản ứng của netizen Hàn Quốc về món ăn độc lạ đến từ Việt Nam nhìn chung khá tích cực. Ai cũng cho rằng người Việt quá sáng tạo khi nghĩ ra cách làm bánh gạo này. Thậm chí họ còn nhận xét nó ăn ngon và lạ miệng hơn bánh gạo cay truyền thống rất nhiều. Để làm Tteokbokki từ bánh tráng, nguyên liệu bạn cần chuẩn bị dĩ nhiên phải có bánh tráng. Ngoài ra hãy chuẩn bị thêm các loại gia vị như tương ớt, tương cà, bơ, đường, bột ngọt, bột nêm, ớt bột Hàn Quốc, ớt khô để làm phần nước sốt. Về topping, bạn có thể cho thêm xúc xích, trứng luộc, chả cá tùy thích. Để cho ra đời những chiếc bánh gạo chất lượng, hãy chọn loại bánh tráng ngon một chút. Sau khi nhúng ngập bánh tráng vào nước lạnh, hãy cho ra đĩa trong chốc lát, sau đó cuộn thật chặt tay lại để tạo thành những cuốn bánh gạo. Sau cùng chỉ việc cắt thành từng miếng vừa ăn là xong. Trái ngược với phản ứng thích thú từ người Hàn, nhiều cư dân mạng Việt Nam lại nhận xét Tteokbokki làm từ bánh tráng ăn không ngon bằng loại truyền thống. Mình làm rồi, ăn khá bở và kỳ cục, nước sốt còn có mùi bột bánh tráng nữa. Bánh tráng xịt nước cho mềm rồi trộn với muối, sa tế ăn ngon xỉu, sang đến nước bạn lại thành cực phẩm Tteokbokki. Cái này ngon hay không phụ thuộc chủ yếu vào loại bánh tráng cũng như cách bạn cuốn, mình làm rồi và ăn thấy khá bắt miệng đó chứ. Mình xem trên YouTube thì thấy nhiều người Hàn ăn thử, nói là dai ngon hơn Tteokbokki truyền thống. Còn người Việt mình muốn ăn ngon hơn thì phải làm nước sốt chuẩn nữa chứ. Kinh nghiệm của mình là cuộn bánh tráng mỏng thôi, vì cuộn quá dày lúc nhai mỏi miệng lắm. Phần nước sốt mà không ngon thì cũng coi như bỏ. Mùa dịch ở nhà rảnh rỗi thử làm món ăn đơn giản nhưng cũng không kém phần lạ miệng này xem sao bạn ơi. Mặc dù cách đây hàng chục nghìn năm không có xà bông sữa tắm, nhưng làn da của các cung tần, quý phi, nữ hoàng luôn mịn màng và thơm tho. Theo tìm hiểu, xà phòng chỉ xuất hiện ở các nước phương Tây từ thế kỷ thứ 6, và phụ nữ châu Á hoàn toàn không dùng xà phòng mãi đến thời hiện đại. Điều đó là một câu hỏi lớn đặt ra cho các nhà khảo cổ cũng như văn hóa học. Ngày xưa các cung tần mỹ nữ tắm bằng thứ gì? Quý tộc La Mã. Đây là khu vực chiếm đông số lượng cư dân quý tộc bậc nhất thế giới vào thời kỳ đó. Phụ nữ La Mã rất quan tâm đến việc chăm sóc vóc dáng và làn da của mình. Vì thế, tắm là một trong những phương pháp làm đẹp được phụ nữ La Mã quan tâm hàng đầu vì chúng giúp họ giữ được sự tươi trẻ cho làn da. Tuy nhiên, vì thời kỳ ấy chưa có xà bông và các loại mỹ phẩm khác, nên phụ nữ La Mã chỉ biết dựa vào các nguồn nguyên liệu thiên nhiên để làm sạch và dưỡng da. Phụ nữ La Mã có một phương pháp tắm gội rất độc đáo là thoa dầu ô liu lên da và đắp hỗn hợp tro trộn với nước suối tinh khiết. Tiếp theo, họ đợi cho hỗn hợp này khô lại và bắt đầu hoạt động thể lực nhẹ nhàng để đổ mồ hôi. Khoảng vài chục phút sau, họ bắt đầu cạo sạch lớp tro này và tắm lại nhiều lần bằng nước sạch, có ngâm thêm với một ít thảo mộc. Về cơ bản, phương pháp này cũng giống như việc tẩy tế bào chết ngày nay. Khi lớp tro khô lại, chúng sẽ lấy đi lớp bụi bẩn và các tế bào da chết, để lại một bề mặt da mịn màng và sáng bóng. Dầu ô liu được chứng minh giúp làm mềm và cung cấp độ ẩm cho da. Cung tần mỹ nữ Trung Quốc. Các người đẹp, quý phi, hoàng hậu của Trung Quốc sử dụng rất nhiều phương pháp tắm khác nhau.
Họ thường kết hợp việc làm đẹp trong lúc tắm để làn da luôn tươi trẻ và cuốn hút. Vì thế, mỗi khi tắm, người Trung Quốc bày binh bố trận rất nhiều, đặc biệt là các quý phi hoàng hậu. Nét riêng biệt ở cách tắm của phụ nữ Trung Quốc là phải có một chiếc bồn bằng gỗ. Các văn từ cổ cho rằng, gỗ là tượng trưng cho mộc, khi kết hợp với thủy sẽ giúp tăng cường sinh khí cho nữ nhi. Nếu loại gỗ đó là thân cây quý hoặc có chứa dược chất thì càng được coi trọng. Và chỉ có các tầng lớp quý tộc, vương gia mới sử dụng phương pháp này vì chúng rất tốn kém. Ngoài bồn gỗ, cung tần mỹ nữ Trung Quốc còn vận dụng các loại thảo mộc như phì châu tử, bột đậu, ngái diệp, bồ kết để cho vào nước tắm để dưỡng da. Họ thậm chí còn cho vào bồn cánh hoa hồng, bột ngọc trai, cám gạo, sâm cao ly để ngâm mình. Công thức có thể thay đổi tùy vào tầng lớp. Điều này chỉ được diễn ra đối với các quý phi mỹ nữ trong cung vì luôn có các vật phẩm cống nạp từ các nước lân bang được vua ban tặng cho dùng. Nhiều người tin rằng chính nhờ vào các cao lương mỹ vị mà làn da của những quý phi hoàng hậu xưa kia đẹp đến mức điêu đứng, mê hoặc lòng người. Chúng cũng biến thành các phương pháp làm đẹp rất Á Đông của phụ nữ Trung Hoa xưa. Nữ hoàng Ai Cập. Nhắc đến Ai Cập, người ta nhớ ngay đến biểu tượng sắc đẹp, nữ hoàng Cleopatra. Người phụ nữ này không chỉ nổi tiếng với nhan sắc mê hoặc lòng người bất chấp thời gian mà còn được tôn thờ như một hình mẫu sắc đẹp cho mọi phụ nữ Ai Cập. Cleopatra nổi tiếng với các phương pháp làm đẹp cách đây vài nghìn năm và được áp dụng cho đến hôm nay. Chính bà cũng là người tạo ra các phương pháp làm đẹp của riêng Ai Cập nổi tiếng khắp thế giới. Một trong số đó chính là cách tắm độc nhất vô nhị mà ngày nay các hãng mỹ phẩm đã áp dụng điều đó để sản xuất ra công thức sữa tắm trên khắp thế giới. Mặc dù từ thời mình sinh sống vẫn còn khá lạc hậu, nhưng nữ hoàng Cleopatra đã sớm phát hiện ra công dụng làm đẹp tuyệt vời của sữa động vật, mật ong và dầu hạnh nhân. Chính bà là người tìm ra công thức trộn hỗn hợp dầu hạnh nhân với sữa lừa và mật ong để làm hỗn hợp sữa tắm như hiện tại. Sách sổ còn ghi chép lại, trong những lúc xuất hành cùng nhà vua đi xa đến vài ngày, nữ hoàng Cleopatra yêu cầu các nô lệ của mình phải chuẩn bị sẵn vài con lừa để vắt sữa cho bà tắm. Sữa sau khi được vắt sẽ được dội ngay lên mình, vì theo nhận định, sữa nóng sẽ chứa nhiều tinh chất và giúp da nữ hoàng luôn trong veo, mềm mượt. Vào thời ấy, nữ hoàng Cleopatra còn biết tận dụng cát biển để làm muối tắm và tẩy tế bào chết. Bà cũng thường kết hợp bước này trước khi tắm để sữa dê và các tinh chất trong dầu hạnh nhân thẩm thấu sâu vào da. Theo tìm hiểu, các phương pháp tắm gội này đã được lưu truyền và áp dụng suốt nhiều thế kỷ qua cho đến ngày nay. Nhiều nơi vẫn áp dụng bí quyết làm đẹp này thay cho sữa tắm chứa nhiều hóa chất vì các dưỡng chất tự nhiên có trong động thực vật mới thực sự nuôi dưỡng làn da từ bên trong như các người đẹp xưa vẫn quan niệm.